Vâng, đến với hợp tác xã hoa cây cảnh Thăng Long, chúng ta chia sẻ một cây xanh bám đá. Ôi rồi, bám một vế mà viên đá hình như là liên khối. Mang tên là Độc thạch. các nghệ nhân làm rất là nuôi trồng từ dưới đất, trồng này sau một thời gian sau thì sẽ đưa lên chậu bức sinh miền và hòn đá này. Cái này bác sinh là không biết theo ý bác sinh nào nhé, nhưng mà theo ý hiệp. Để vị trí này nó mặt đất nó hơi thấp mất nhỉ. Có cái chậu mà đưa lên. Đúng. Cái này bao tiền anh ơi? Này giao đi với anh em là khoảng 28 triệu. 28 triệu. Chắc chắn về cầu vì viên đá nó nặng. Tàn là chiều cao 1m6. Hoành là 80. Tàn bay 1m3. Đây là cái nằm điện anh em. Và xanh nằm điện. Rồi, di chuyển nhé. Vâng, bây giờ chúng ta di chuyển đến một cái ổi ta này. Cái ổi là hoành là 50. Cao 2 mét. Bàn 2 mét 2. Này giao lưu với anh em là bằng 25 triệu. Và cái ổi ta nhìn hay đấy nhỉ. Chậu sẵn chơi rồi. Nó là cây ăn quả nên chậu này là phải rồi. Mà có cái cây tử dưới. Ổi rất là già rồi. Lần trước tôi xuống đây là cây này rất nhiều quả đấy nhá. À, giờ là hết đợt rồi. Giá 25 triệu à? Chơi được đấy. Để bao ship toàn quốc đấy. Đấy, cẩu đến tại nhà cho chúng ta 25 triệu. Số điện thoại của anh Trần Hiệp đại diện cho hợp tác xã hoa cây cảnh Thăng Long để chúng ta giao lưu nhé. 03 999 03 128. Rồi, di chuyển. Cái xanh Nam Điền. Ui trời, cái bệ to thế. Tay phạm vỡ này anh em. Toàn bộ tay một bác quay. Chi tiết cho anh em thế này, cho anh em nó chốt anh em. Đây này, hoành đo cho cổ thân này là thứ 70. 70, còn tay 1 đây. Giờ đang để ung thùng. Đây này giao lưu với anh em là 30 triệu. 30 triệu. Rồi. Hoành 90. Và đây là một cái chậu văn nhân cao 1m rưỡi. Đây, cái bệ này đẹp lắm đó. Cái này tính anh em 12 triệu. Cái điện xịn. Và giá 12 triệu. Kết thúc chưa?
Và chúng ta đến với cây vú sữa. Ôi trời, để cái vú sữa đẹp không? Để đo cho cổ thân này là 120 này. Cho cổ thân nhé bác nhé. Vâng. Cao là được 1m8. Tàn rộng là 2m. Này giao lưu với anh em 45 triệu. Cây vú sữa giá 45 triệu. Tiếp tục chúng ta đến với một cái tác phẩm xanh, cái xanh quê đẹp không bạn, xanh quê bám đá ai chả chả, nhìn cái miệng tít nha, đúng là dễ dễ gọi là dễ, mọi ngày gọi là dễ bún đấy. Cây này theo kiểu lối của Trung Quốc và Đài Loan chơi dễ là đẹp, xanh quê dễ bún đây, nhìn hút hồn này, nó có chơi có những cây nó khác biệt. Đây bác ạ, à, sinh này anh em đang bảo bên này thiết kế được một cổng làng nữa đặt vào đây bao bây giờ thì nó hội tụ đầy đủ ở cái chỗ trống bên này á, điểm bên này đặt một cổng làng nữa. Cổng làng vế bên này á, cái bóng nó che sang bên này mình à. Đẹp nhỉ, sướng, chơi một cây này thôi chơi nhiều lắm, vườn chơi vài ba cây tác phẩm càng chơi càng có tiền. Đây nó là cái sự gọi là tạo hóa thiên nhiên nó ban tặng, tất nhiên trong đó vẫn có công của con người trồng nhưng mà nó với những cái tự nhiên. Đó, đẹp lắm anh em, cao là 1m8 này anh em, bác quay chi tiết những cái tác phẩm này cho anh em khá đẹp đấy, cao là 2m3. Và cái đá đây là những cái viên sỉ cho các bác nhé, chắc chắn là nó sẽ nhẹ chứ không nặng đâu. Đấy, những viên sỉ, còn cái chỗ này thì đá thấm thủy hết đây. Trông nó to cồng cành đấy nhưng mà lại không nặng. Cái này báo giá bao nhiêu anh ơi? Cái này báo giá anh em là 85 triệu. Vâng, giá 85 triệu. Rồi, di chuyển chứ. Đây bác bên này trong kiểu ảnh. Vâng, bây giờ chúng ta đến với cây tùng La Hán Nhật Bản. Tùng rất to nhá, anh lên anh đo. Cái này trật hiệp đo rồi, cái này đo chỗ này là được 140 bác sinh. Vâng, vành thân là 140. Cái này này. Rồi. Cao từ mặt đất này lên đến đỉnh là 4m à. Tàn từ điểm đầu đến điểm cuối là gần 3m à. Cây tùng to quá. Đây là tùng La Hán Nhật Bản bác sinh nhé. Giao lưu với anh em cây này là 280 triệu. Vâng, giá 280 triệu. Rồi di chuyển anh ơi, cây xanh này nhá. Đây là cái Nam Điền, xanh Nam Điền. Này vành để 150. K
cao 2 mét. Vâng. Cái này anh em đang báo 100. Giá báo 100 triệu tròn. Anh em vừa báo 100. Đó. Rồi, di chuyển tiếp đây. Cây này hay nhỉ, cây này có cái giao thân hay phết. Dạ, sướng. Bể đá giả thế thế này không? Điền xịn. Đây là các anh vừa mới cắt lá, chắc khoảng tuần 2 tuần nữa lên thì sẽ tròn bóng hơn. Đúng rồi. Đo cái bệ này bác Sinh nhé. Ừ. Bệ banh cái này được 120 năm. Vâng. Cao là 1m8. Bàn bay là 2m2. Cây này giao đi với anh em là bằng 200 triệu. Vâng, cây xanh Nam Điền được báo giá 200 triệu. Rộng quá nhỉ, mấy hecta, hai khu. Tổng số là 8 hecta. Bên này là 2 hecta, bên này 2 hecta. Còn đâu là xung quanh là những cái ruộng ươm cây giống và các loại hoa cây cảnh. Hợp tác xã Thăng Long đã phát triển đến mức độ rất là đột phá, để nay mai có những cái triển lãm thường kỳ hàng quý được tổ chức tại đây. Điền Giáng Huyền này bác ạ. Đôi này về anh em sẽ tạo tác thêm nhé. Đôi này giao lưu với anh em 25 triệu. Và 25 triệu một cặp xanh Giáng Huyền. Và tôi chia sẻ một cây rồi xem nào. Vâng, với thời lượng này Đỗ Sinh cũng xin dừng cuốn video tại đây để chúng ta chuyển tiếp cuốn sau. Đến với hợp tác xã Hoa Cây Cảnh Thăng Long, Thọ An, Đan Phượng, Hà Nội.